Cô chào các bạn. Trong các tiết luyện từ và câu hôm trước, chúng ta đã được học về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng bước vào bài tập nào. Theo các bạn, yêu cầu của bài 1 này là gì? À, yêu cầu của bài này là trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào? Để thực hiện được yêu cầu này, trước hết các bạn hãy xác định các vế của câu ghép. Sau đó, cho biết các vế của câu ghép này được nối với nhau bằng những từ nào? Bây giờ, các bạn cùng làm bài tập nhé. Ở câu A, vế thứ nhất, ngày chưa tắt hẳn. Vế thứ hai, trăng đã lên rồi. Hai vế của câu ghép này được nối với nhau bằng những từ chưa, đã. Ở câu B, vế thứ nhất, chiếc xe ngựa vừa đậu lại. Vế thứ hai, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. Hai vế của câu ghép này được nối với nhau bằng những từ vừa, đã. Ở câu C, vế thứ nhất, trời càng nắng gắt. Vế thứ hai, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Hai vế của câu ghép này được nối với nhau bởi những từ càng, càng. Vậy những cặp từ chưa, đã, vừa, đã, càng, càng được gọi là những cặp từ hô ứng. Vậy để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như vừa đã, chưa đã, vừa vừa, càng càng, đâu đấy, bao nhiêu, bấy nhiêu, vân vân. Vậy thì khi nói hoặc viết câu, chúng ta sử dụng những cặp từ hô ứng này như thế nào? Cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập 2, tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống. Chúng ta có 3 trường hợp sau. Các bạn hãy tìm các cặp từ hô ứng để điền vào chỗ trống sao cho thích hợp. Bây giờ các bạn cùng quan sát bài của cô nhé. Ở câu A, cặp từ hô ứng cô điền đó là càng, càng. Mưa càng to, gió càng thổi mạnh. Câu B, cặp từ hô ứng cô điền đó là vừa, đã. Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng. Ở câu B, ngoài cặp từ hô ứng vừa, đã, cô còn có thể sử dụng cặp từ hô ứng khác như chưa, đã, mới, đã đều được nha các bạn. Câu C, cặp từ hô ứng cô điền đó là bao nhiêu, bấy nhiêu. Thủy tinh dâng nước cao bao nhiêu, sơn tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. Vậy thì qua bài tập 2 các bạn thấy trong một câu chúng ta có thể điền một hoặc một số cặp từ hô ứng nhưng nghĩa của câu nó vẫn không thay đổi. Qua bài học hôm nay, các bạn đã xác định được các cặp từ hô ứng và biết sử dụng các cặp từ hô ứng để nối các vế câu ghép. Các bạn hãy vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành phiếu bài tập nhé. Cô chào các bạn.